Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện tướng môn độc hậu của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. 212. Pháp Duyên Duệ thân vương phủ đêm nay có một không khí đặc biệt khác thường. Trong sân, các hạ nhân đi lại với vẻ mặt nghiêm trọng, như thể trời sắp sập. Ngay cả làn gió đêm cũng mang theo hơi lạnh, thổi đến mức khiến người ta dùng mình, chán ướt đẫm mồ hôi lạnh. Thiết y cùng một thanh niên trẻ đi bên cạnh, thấp giọng nói, chủ tử, không tìm thấy tung tích. Tạ cảnh hành liếc nhìn hắn, vẻ mặt bình tĩnh, nhưng trong đáy mắt tựa hồ có một cơn bão táp đang dâng lên, như muốn cuốn phăng mọi thứ. Hắn hỏi ngược lại, không tìm thấy. Thiết y dùng mình, vừa định nói thêm, đã thấy Cao Dương từ xa bước đến. Cao Dương vẫn còn mang theo mùi rượu, rõ ràng là vừa bị kéo ra khỏi bữa tiệc nhưng ánh mắt thanh minh chưa say hắn tiến thẳng tới nói tẩu tử không sao vết thương không sâu đã được băng bó có lẽ do hoảng sợ nên mới ngất đi đã cho uống thuốc an thần sáng mai sẽ tỉnh lại tạ cảnh hành ánh mắt dịu đi một chút thiết y cũng thở phào nhẹ nhõm cao dương nói tiếp nhưng bùi lang bị thương rất nặng vết dao quá sâu mất nhiều máu đã làm hết khả năng có qua khỏi hay không còn phải xem số mệnh hắn có đủ cứng cỏi không. Ý tứ là, Bùi Lang có thể tỉnh lại hay không, phải xem số mệnh của hắn. Xem ra, Bùi Tiên Sinh đã lấy thân cản đao cho phu nhân. Thiết y cẩn thận nói, dù Bùi Lang ở dưới thân vương phủ vị trí khá sáu diệu, nhưng lần này không ai không cảm kích hắn. Cao Dương liếc nhìn tạ cảnh hành, vẻ mặt trầm trọng nói, nếu hắn thật sự không tỉnh lại, với tính cách của tẩu tử, cả đời này sẽ sống trong hồ thẹn. Thẩm Diệu là người rõ ràng nhất về tình cảm cá nhân, lại không thích nợ nần ai. Nếu Bùi Lang thực sự liều mình cứu giúp, ngày sau khi Thẩm Diệu tỉnh lại biết chuyện này, nếu Bùi Lang không qua khỏi, Thẩm Diệu sẽ như thế nào cũng không dám tưởng tượng. Đã phong tỏa cửa thành chưa? Tạ cảnh hành hỏi. Đã phong tỏa, thiết y nói, mặc vũ quân ám bộ cũng đã toàn bộ điều động, chỉ là nếu không tìm thấy kẻ kia có thể không có võ công hoặc thủ pháp vô cùng cao minh tạ cảnh hành nói không cần nghĩ nhiều bắt được sống trực tiếp giết người đứng sau tiếp tục điều tra thiết y nhận lệnh rời đi tạ cảnh hành quay sang cao dương người tối nay ở lại đây nếu có tình huống khẩn cấp không cần đi đâu cả cao dương nói ta biết rồi liếc nhìn tạ cảnh hành ngươi cũng nên nghỉ ngơi trước đi. Vẻ mặt vô cùng nghiêm trọng. Ở gần bích tiêu lâu mà có kẻ dám ra tay với duệ thân vương phi, người đó gan lớn quả thật đáng sợ. Không chỉ có vậy, sợ rằng ngay cả duệ thân vương phủ cũng không coi ra gì. Trong thành định kinh có gan như vậy, chỉ có thể là người lưu gia. Nhưng lưu gia cũng không đến nỗi từ thầm diệu mà ra tay, thế nên việc này có ý nghĩa sâu xa hơn. Mặc kệ như thế nào, đây là một tín hiệu rõ ràng, những thế lực ngấm ngầm cuối cùng cũng không kiềm chế nổi, bắt đầu dục dịch, và họ chọn thẩm diệu là mục tiêu đầu tiên. Tạ cảnh hành đi vào phòng, thẩm diệu nằm trên giường, sắc mặt tái nhợt, nhắm mắt lại, lông mi dài buông xuống, trông thật yếu ớt. Hắn thở dài, ngồi xuống bên giường. Trên bàn còn có thực phẩm, trong đó có món mì trường thọ mà thẩm diệu phân phó bích tiêu lâu nhà bếp làm cho hắn, bát giác nói sợ mì hỏng nên còn dùng nước lạnh luộc qua lần nữa nhưng giờ đã qua lâu mì dính thành một khối tạ cảnh hành suy nghĩ một chút đưa tay lấy bát mì ra trong bát mì sợi đã ngưng tụ thành một khối cháo mơ hồ thấy được mì trắng rau xanh và trứng gà vàng chắc mới ra lò thì thơm phức nhưng giờ đã lạnh ăn không ngon tạ cảnh hành dùng đũa từng mụm ăn lên bát giác cùng hồi hương kể lại, thẩm diệu sáng sớm đã phân phó cốc vũ đi mua khói hoa, rượu và thức ăn, tại lương đình gần bích tiêu lâu để xem khói hoa là tốt nhất. Còn cố ý canh giờ nấu mì trường thọ, rõ ràng là muốn bồi tội. Hai người họ chiến tranh lạnh đã lâu, cuối cùng thẩm diệu cũng chịu nhượng bộ trước. Bát giác còn nói, thẩm diệu mấy ngày nay không tốt lắm, tạ cảnh hành trong lòng mềm lại, là nam tử phải rộng lượng, không nên tính toán chi ly ai ngờ lời xin lỗi chưa kịp nói đã nhìn thấy bùi lang và thầm rượu nằm trong vũng máu khó có thể hình dung cảm giác lúc đó rõ ràng là giữa hè nhưng toàn thân hắn cảm thấy lạnh lẽo ngay cả dũng khí kiểm tra cũng thiếu cũng may cuối cùng nàng không sao tạ cảnh hành ăn từng đũa mì lạnh như nước cuối cùng cũng ăn hết bát mì trường thọ đã nguội ngắt hắn đặt bát xuống bàn nắm chặt tay thầm rượu lòng tràn đầy hối hận nếu không vì hắn cố chấp muốn thắng nàng thẩm diệu đâu cần phải bồi tội đâu cần ra ngoài đến lương đỉnh bên bích tiêu lâu và đã không gặp phải chuyện này bên ngoài la đàm nhận được tin tức vội vã tới ngay nhìn thấy cao dương nàng liền hỏi tiểu biểu muội của ta xảy ra chuyện gì nàng không sao cao dương đáp bùi lang đã cản một đao cho nàng bùi tiên sinh la đàm choáng váng vậy bùi tiên sinh thế nào không tốt lắm cao dương lắc đầu người cũng không thể cứu sống hắn sao la đàm hỏi cao dương cười khổ ta là đại phu không phải bồ tát nếu ai cũng có thể cứu được thì diêm vương điện chẳng còn ai nữa la đàm tiếp tục ta hôm nay mới biết tiểu biểu muội và muội phu cãi nhau chỉ vì tiểu biểu muội không thăm viếng muội phu khi hắn bệnh sao ở bích tiêu lâu những phu nhân kia đều nói tiểu biểu muội vô tình bọn họ đâu biết gì tiểu biểu muội khi ở chỗ đạo sĩ xin thuốc cho muội phu ai trong bọn họ thấy được đúng là vô lý đạo sĩ cao dương bắt lấy lời nói hỏi xin thuốc là chuyện gì la đàm ngẩn ra nhớ thẩm diệu không cho nàng nói vội chữa không có gì ta chỉ nói bừa thôi ta vào xem tiểu biểu muội nói rồi nàng định bước vào phòng thẩm diệu cao dương kéo nàng lại đừng vào tạ cảnh hành đang ở bên trong. À, la đàm cúi đầu, rồi nhớ ra điều gì, hỏi, ngươi tối nay ở lại đây sao? Ta phải ở lại xem tình hình bùi lang. Cao Dương đáp, ngươi về trước đi. La đàm lắc đầu, ta không về, ở đây chờ tiểu biểu muội tỉnh lại. Cao Dương biết tính la đàm bướng bỉnh, nên cũng không khuyên thêm. Đêm đó dài đằng đẵng trong lòng mọi người chuyện thẩm diệu và bùi lang bị ám sát được dự kín, trong bích tiêu lâu không ai biết. Mọi người chỉ nghĩ tạ cảnh hành rời sớm, không ai ngờ duệ thân vương phủ lại trải qua một đêm không ngủ. Đêm ấy, mọi hạ nhân đều lo lắng chờ đợi kết quả. Ngày mùa hè dài, đêm ngắn. Khi mặt trời ló dạng, sân bắt đầu vang lên tiếng chim hót, nhưng cả hai gian phòng đều im lìm không tiếng động. Tạ cảnh hành hỏi Cao Dương, xảy ra chuyện gì? cao dương nhíu mày sau khi bắt mạch cho thẩm diệu và bùi lang trong phòng đầy người nhưng hắn chỉ lắc đầu kỳ lạ bùi lang bị thương nặng mà không có phản ứng cứ như đang ngủ say vương phi chưa bị thương đến cốt nhục uống thuốc an thần rồi lẽ ra phải tỉnh nhưng vẫn chưa tỉnh vậy là sao tạ cảnh hành trầm giọng ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm cao dương chuyện này có chút kỳ quái đường thúc dè dặt có thể nào bị hạ độc mà cao đại phu chưa phát hiện ra không không thể cao dương phủ nhận mạch tượng của họ không có dấu hiệu bị độc trái lại rất bình thường nhưng không hiểu sao vẫn chưa tỉnh vậy phải làm sao la Là đàm lo lắng tiểu biểu muội không thể cứ ngủ mãi như vậy phải có nguyên nhân chứ cao dương liếc nhìn tạ cảnh hành ánh mắt hắn khiến cao dương cảm thấy áp lực không chịu nổi đành nói đợi thêm nửa ngày xem sao nửa ngày trôi qua tạ cảnh hành vẫn không rời khỏi bên giường thẩm diệu nhưng đến khi màn đêm buông xuống thẩm diệu vẫn chưa tỉnh lại bùi lang cũng vậy đường thúc hỏi cao dương cao công tử chuyện này rốt cuộc là sao phu nhân và bùi công tử sao lại không tỉnh mà ngài cũng không tìm ra nguyên nhân sao cao dương thực sự khổ sở thẩm diệu và bùi lang không có dấu hiệu bệnh trạng ngoài mạch tượng như có như không họ như đang ngủ bình thường hắn cũng không biết phải làm sao đối diện với ánh mắt sắc bén của tạ cảnh hành cao dương càng cảm thấy áp lực đến lúc quý vũ thư cũng nhận tin và vội vã tới hắn cùng mọi người đều lo lắng không yên la đàm gấp đến phát khóc mấy ngày nay có phải là xui xẻo không đầu tiên là muội phu giờ đến tiểu biểu muội nếu tiểu biểu muội có chuyện gì ta biết nói sao với cô cô, cô phụ. Ta hứa sẽ bảo vệ tiểu biểu muội ai ngờ lại để xảy ra chuyện thế này, thật là hổ thẹn. Cao Dương vỗ vai nàng, đây không phải lỗi của ngươi. Ta nếu ở bên cạnh nàng, chí ít cũng không để kẻ khác có cơ hội. La Đàm giận dữ, muội phu cũng vậy, nếu không vì giận dỗi với tiểu biểu muội, đã không vô duyên vô cớ khiến nàng gặp nguy hiểm. Cao Dương bất đắc dĩ, chuyện của tạ cảnh hành và thẩm diệu không phải chuyện hắn có thể can thiệp. Nhưng la đàm đang phẫn nuốt, thẩm diệu không tỉnh lại là sự thật. Nếu tiểu biểu muội vẫn không tỉnh, hắn sẽ hối hận. La đàm nói giận dữ, những phu nhân kia chỉ biết nói xấu tiểu biểu muội, hắn là người bên gối mà không hiểu nàng chút nào. Nàng nghĩ một lúc, rồi quả quyết, chuyện này không nên giấu muội phu. Tiểu biểu muội đã vì hắn mà làm nhiều như vậy, không thể để nàng chịu thiệt thòi nữa. Nếu tiểu biểu muội thật sự không qua khỏi, ít nhất cũng phải để nàng nói rõ. Tiểu biểu muội không nói, ta sẽ nói. Ngươi muốn nói gì? Quý vũ thư ngạc nhiên hỏi. Là đàm lườm hắn, đương nhiên là công lao của tiểu biểu muội lớn hơn nhiều so với đôi tỷ đệ diệp ra kia. Là đàm hùng hổ đi tìm tạ cảnh hành, cao dương sợ nàng gây sự, vội vàng theo sau. Tới cửa, họ thấy tạ cảnh hành trầm mặt bước ra từ trong phòng từ khi thẩm diệu gặp chuyện sắc mặt của hắn chưa từng thay đổi la đàm nói duệ thân vương nàng không gọi muội phu thân mật như thường lệ tạ cảnh hành quét mắt nhìn nàng trong lòng hắn phiền muộn trên mặt càng thêm uy nghiêm đáng sợ la đàm với tính cách bướng bỉnh không sợ gì cả nói tiểu biểu muội không muốn ta nói nhưng bây giờ nàng nằm trên giường bệnh Nàng không thể nói, ta sẽ nói thay. Ta không có điều kiêng kỵ, cũng không nghĩ nhiều như nàng, làm gì phải giấu giếm chịu thiệt như vậy. Đường Thúc và Thiết Y cùng những người khác đứng bên cạnh, đều ngạc nhiên nhìn La Đàm. Những phu nhân kia đều nói khi ngươi nằm bệnh, tiểu biểu muội không đến thăm ngươi, khiến ngươi cảm thấy lạnh nhạt, nghĩ rằng nàng vô tình, nên ngươi mới giận và tránh mặt nàng, đúng không? La Đàm nhìn thẳng vào mắt Tạ Cảnh Hành, nhưng ngươi không biết nàng không đến thăm vì nàng đã ra khỏi thành để xin thuốc cho ngươi nghe vậy tạ cảnh hành quay sang nhìn thiết y người cúi đầu không dám nhìn thẳng vào hắn trước đó vì thẩm diệu đã dặn dò mọi người giữ bí mật sau khi trở về nàng và tạ cảnh hành lại xảy ra xung đột tạ cảnh hành khi đã quyết tâm lạnh lùng không ai dám chọc giận hắn vốn định chờ một thời gian sẽ nói ra nhưng không ngờ lại xảy ra chuyện như thế này Nói rõ ràng, tạ cảnh hành tiến lên một bước. La đàm nói, người không biết đi, nghe nói ở Phượng Thủ Trang có một cao nhân có thể nghịch thiên cải mệnh, giúp người sửa mệnh cách. Nàng liếc nhìn Cao Dương, khi đó Cao Dương đang luyện chế giải độc cho ngươi, tiểu biểu muội đã đưa ba viên quy nguyên hoàn cho ngươi, chỉ có thể bảo đảm tính mạng tạm thời. Trong vòng 10 ngày nếu không tìm ra thuốc giải, tính mạng của ngươi sẽ khó giữ được. Nhưng đến ngày thứ tư, tình hình của ngươi đã nguy kịch, thái y nói ngươi không sống quá 7 ngày. Tiểu biểu muội nghe nói về cao nhân kia, liền dẫn theo ta và vài thị vệ đi phượng thủ trang. Tạ cảnh hành ánh mắt bỗng chấn động. Thẩm diệu là người lý trí, khôn khéo phân tích lợi và hại, lại đặc biệt không tin vào quỷ thần, vậy mà lại tin vào nghịch thiên cải mệnh, đủ thấy nàng đã đường cùng và tuyệt vọng thế nào. Phượng thủ trang cách lũng nghiệp không xa, nhưng cao nhân kia sống ở nơi hẻo lánh, rất khó tìm. Chúng ta đi suốt đêm, suýt lạc trong rừng, còn gặp bầy sói, nhưng tiểu biểu muội không sợ hãi, kiên trì tìm đường, chỉ lo không kịp thời gian cứu ngươi. Ngày thứ hai, chúng ta tìm được cao nhân kia. Người này lấy lý do kỳ môn độn giáp, chỉ dẫn theo ta và tiểu biểu muội không có võ công vào thung lũng. Ông nói có một loại linh thảo có thể giải bách độc, nhưng muốn tiểu biểu muội trả giá rất lớn. Cái giá đó không phải là vàng bạc hay tính mạng, mà là phải ở trong thung lũng hồng tụ thảo, từng cây một, lấy ra sâu bên trong và bón phân cho từng cây. Cao Dương và Quý Vũ Thư kinh ngạc, Đường Thúc và Thiết Y cũng khiếp sợ không thôi. Những chuyện này chưa ai từng nghe, càng không biết ngọn nguồn. Đường Thúc trong lòng bừng tỉnh, hiểu ra tại sao ngày thẩm diệu trở về trông chật vật như vậy, và tại sao lại có sai lầm dưới Diệp Mi. Ngày đó không ai biết nguyên nhân, bây giờ nghe ra, mới hiểu rõ. Hóa ra thẩm diệu đã suốt đêm không ngủ để xin thuốc cho tạ cảnh hành, bận rộn làm những việc như nông phu. Trong lòng đường thúc không khỏi cảm thán, ngoài việc co được giãn được, điều đáng quý nhất chính là tâm ý. La đàm càng nói càng hà giận, nghe thì có vẻ không gì đáng kể đúng không? Nhưng nàng từ nhỏ nuông chiều, chưa từng làm những việc nặng nhọc. Tràn đầy thung lũng, chính là những nông phu cũng không thể hoàn thành một mình. Nàng không ngủ, lập tức bắt tay vào làm, bận rộn suốt đêm. Các ngươi, những người cơm ngon áo đẹp, cả đời chưa từng sờ đến cái đòn gánh. Nếu nàng có thể làm được điều đó, tại sao lại kém hơn đôi tỷ đệ Diệp ra kia? La đàm nhìn tạ cảnh hành, nói, Diệp ra tỷ đệ cứu ngươi là không giả, bọn họ đối với ngươi có ơn cứu mạng, nhưng tiểu biểu muội cũng không kém nàng không đến bên cạnh ngươi không phải vì không muốn, mà vì phải đi xin thuốc. Nàng trước đó đã ở bên giường ngươi mấy ngày, chưa từng rời đi, không ngủ không ngớt chăm sóc ngươi. Chẳng lẽ điều đó không sánh bằng diệp ra tỷ đệ chỉ gặp ngươi một lần? Bây giờ tiểu biểu muội rơi vào tình cảnh này, ta phải lên tiếng thay nàng. Khi thân vương điện hạ đưa nàng từ Minh Tề về Đại Lương, ngươi đã hứa gì? Nhưng ngươi lại không tin nàng nàng có nhiều điều chưa tốt nhưng tình cảm chân thật của nàng không thể nghi ngờ la đàm nói xong sắc mặt đỏ bừng trong lòng nhẹ nhõm hơn nhìn tạ cảnh hành hắn không tỏ ra đau khổ hay vui vẻ sắc mặt bình tĩnh nhưng càng bình tĩnh càng khiến người ta sợ hãi như dưới bề mặt trầm tĩnh đó ẩn chứa cơn bão táp vô biên nói xong chưa hắn chậm rãi hỏi lại giọng điệu lạnh lùng khiến la đàm cũng không khỏi dùng mình cao dương vội bước lên nói hiện tại không phải lúc truy cứu chuyện này việc cấp bách là làm sao để hai người họ tỉnh lại tạ cảnh hành cười lạnh điều này không đơn giản bắt diệp ra tỷ đệ đến đây là được quý vũ thư sững sờ tam ca ngươi định làm gì nếu nàng có hành động bất thường vì diệp ra tỷ đệ họ nhất định có vấn đề dù có phải do họ hay không cũng không thể bỏ qua. Tạ cảnh hành nói xong liền định đi. Cao Dương kéo lại, nói, không được. Bọn họ không còn là lý gia vô quyền vô thế, mà là diệp gia. Kinh động đến diệp gia sẽ dẫn đến hậu quả gì? Buông ra, tạ cảnh hành lạnh lùng nói. Người hãy bình tĩnh chút. Cao Dương nói, nếu Vương Phi thực sự có oán hận diệp gia tỷ đệ, nàng đã chịu đựng lâu như vậy, chắc chắn không muốn dùng cách tự tổn hại mình. Người làm vậy chẳng phải kéo nàng vào rắc rối thêm sao? Không sai, tam ca, quý vũ thư cũng phụ hỏa. Diệp gia ở lũng nghiệp không phải gia tộc tầm thường. Người ra tay như vậy chỉ sợ sẽ gây phiền phức cho thân vương phủ. Nàng có thể chịu, nhưng ta không thể. Tạ cảnh hành nói, Diệp gia đã động đến điểm mấu chốt. Tam ca, quý vũ thư còn muốn khuyên nhưng bỗng nhiên bên ngoài sân truyền đến âm thanh của bát giác vốn là người luôn cười híp mắt nay lại có vẻ hoảng hốt nói chủ tử có người đến rồi thiết y cao mày tự hồ không hài lòng với sự thất thố của bát giác hỏi người nào là ngày đó phu nhân cùng chúng ta đến phượng thủ trang gặp đạo sĩ bát giác do dự nói cái gì là đàm trợn mắt quý vũ thư cũng buông tay tạ cảnh hành Nhìn về phía bát giác, đạo sĩ. Bát giác gật đầu. Trong sảnh, quái đạo sĩ ăn mặc rách dưới đang tò mò nhìn xung quanh, như lần đầu tiên bước vào phủ đệ của người giàu. Hồi hương và Tổng Dương đứng nghiêm một bên, có vẻ lúng túng khi đạo sĩ này nói chuyện thân thiết với họ. Tạ cảnh hành và mọi người bước vào sảnh, xích diệm đạo trưởng đang định lấy một bình hoa thượng tiên hạc bảo thạch, hỏi hồi hương, cái này bần đạo có thể mang đi không? Xích Diệm đạo trường. La Đàm vừa thấy hắn liền gọi lên. Xích Diệm nhìn lên thấy nàng, cười nói, La cô nương, hồi lâu không gặp. La Đàm trong lòng thầm nghĩ, rõ ràng cũng không lâu lắm, nhưng dưới tình cảnh này không kịp nghĩ nhiều. Liền nói, ngài đến đây, có phải biết tiểu biểu muội của ta gặp chuyện, cố ý đến để giúp nàng sửa mệnh. Dù cảm thấy đạo sĩ này khó chịu, nhưng nàng tin tưởng hắn có bản lĩnh, bằng không thầm diệu cũng không tin tưởng đến vậy xích diệm đạo trưởng nhìn về phía tạ cảnh hành đang trầm mặc cười nói bần đạo không thể thay đổi mạnh chỉ có thể đoán mạnh vị tiểu ca này ngươi nghĩ sao ta không tin thiên đạo tạ cảnh hành nói thiên đạo vốn không cần tin người lại sao phải tìm kiếm đáp án từ thiên đạo xích diệm đạo trưởng dung đùi đắc ý nói vị phu nhân này mệnh cách kỳ lạ người khác không thể dự đoán toàn bằng nàng tự lựa chọn. Người và ta đều không thể làm gì. La là đàm không hiểu lời lẽ mơ hồ của xích diệm, chỉ vội hỏi, đạo trưởng, tiểu biểu muội của ta hiện tại phải làm sao? Ban đầu ta tặng nàng linh thảo còn không? Xích diệm hỏi. Ồ, la đàm nghi hoặc, lúc đó thân vương đã giải độc, linh thảo không còn cần, không biết tiểu biểu muội đã để ở đâu. Nô tì biết, kinh chập nói, dẫn mọi người vào phòng thẩm rượu, quả thật tìm được một chiếc hộp bám đầy bụi dưới bàn trang điểm, mở ra bên trong có một cây dược thảo không mấy đặc biệt. La đàm nhìn thấy, nói, chính là cái này. Cầm đi dán, xích diệm vỗ về tròm dâu. Chờ đã, tạ cảnh hành nhìn quái đạo sĩ, tại sao ta phải tin ngươi? Ngươi có thể không tin bần đạo, nhưng ngươi cũng không có lựa chọn khác. Xích diệm thở dài, Dược liệu này là phu nhân tìm được, nhưng khi đó ta đã nói phí công, dù không có cây thuốc này, ngươi cũng sẽ bình yên vô sự. Trong mệnh cách của ngươi, không có kiếp nạn này, hành động của nàng là công dã tràng. Mọi người nghe được ngơ ngác. Nhưng cũng không phải công dã tràng. Quái đạo sĩ cười vui mừng, người yêu người sẽ được yêu lại, người cứu người sẽ được cứu lại. Nếu lúc đó nàng có nửa phần không thành, nửa phần qua loa thì không đạt được linh thảo này, cũng không có hôm nay. Linh thảo này cứu ngươi nhưng thực ra là cứu nàng, nàng vì ngươi mà trả giá, thực ra là tự cứu mình. La Đàm mơ hồ hiểu ra chút đầu mối, hỏi: "Ý ngài là, ngài đã biết trước linh thảo không dùng cho thân vương mà là cho tiểu biểu muội của ta. Ngài đã tính trước nàng có một lần sinh tử kiếp, nên để nàng đổi lấy dược thảo, thực ra là cho bản thân nàng." Quái đạo sĩ nhìn La Đàm, cười híp mắt, trẻ nhỏ dễ dậy. Tạ cảnh hành nhìn hắn, người bắt nàng làm nông dân hái thuốc. Trong mắt hắn lộ sát ý, đạo sĩ lùi lại, trốn sau cao dương, ho nhẹ, mạng nàng có kiếp nạn, ta đã làm nhỏ nhất. So với tính mạng, làm nông dân hái thuốc chẳng phải dễ hơn nhiều. Nhưng tại sao nàng vẫn bất tỉnh? Cao dương nghi hoặc, ta là thầy thuốc, kiểm tra không tìm ra bệnh, không có tật xấu nàng đã nên tỉnh lại nhưng tại sao vẫn chưa tỉnh duyên cớ là gì đạo sĩ nói ta đã nói đây là kiếp nạn của nàng ngài không ngại trực tiếp nói cho chúng ta tiểu biểu muội của ta ăn cây thuốc này khi nào có thể tỉnh là đàm sốt ruột hỏi xích diệm cười dược thảo này không cho nàng ăn mà cho người khác bị thương người khác bị thương chẳng lẽ là bùi lang tạ cảnh hành trầm giọng Ngươi dám giả thần giả quỷ, ta hiện tại có thể giết ngươi. Lệ khí quá nặng, xích diệm lắc đầu, vị đó vì phu nhân mà hy sinh tính mạng, trong số mệnh có mắc nợ, dược thảo này giải quyết một đoạn mắc nợ. Vậy chị dâu ta làm sao bây giờ? Quý vũ thư hỏi. Quái đạo sĩ nhìn thầm diệu nằm trên giường, nàng trông như ngủ, nhưng sắc mặt tái nhợt, có cảm giác không chân thật. Nàng ở sơn cốc của ta hái hồng tụ thảo, nhưng chưa chọn được trong lòng mình sâu đây là kiếp nạn đối với nàng là hạnh phúc cũng là bất hạnh bần đạo cùng nàng có duyên gặp ba lần hai chiều lo lắng lần này là lần cuối chính là vì duyên phận nhân gian sự không viên mãn có tiếc nuối có không cam lòng nàng muốn đáp án nhưng không ai nói cho nàng quái đạo sĩ hé mắt bây giờ nàng tìm ra phương pháp nàng đang truy tìm đáp án không ai có thể giúp nàng, ngươi không thể, nàng không thể, bần đạo cũng không thể. Vì lẽ đó, kiên nhẫn chờ đi. Đạo sĩ nhìn tạ cảnh hành. Vậy thì là duyên pháp của ngươi. 213. Kiếp trước, thượng. Cát vàng trải dài, gió cuốn mịt mù. Dọc đường, phong sương phủ đầy, những năm tháng đã qua như chỉ để tô điểm thêm khung cảnh. Hộ tống thị vệ đều không mấy nghiêm chỉnh không tôn trọng người trong xe ngựa. Một nha hoàn từ phía sau đoàn xe bước lên, nhẹ nhàng leo lên xe ngựa, mang đến một bát cháo, nói, nương nương, cháo có hơi lạnh, nhưng vẫn còn ăn được. Trước mắt không có thôn, sau không có điếm, ngài nên ăn một chút để có sức. Người trong xe là một phụ nữ còn trẻ, nhưng biểu hiện hết sức tiều tụy, trang phục không tinh xảo, kiểu dáng đã cũ kỹ, thậm chí có phần không vừa vặn nàng nhấc rèm xe ngựa lên, hỏi, hiện tại chúng ta đang ở đâu? Chỉ cần đi thêm một đoạn nữa, trước khi trời tối có thể đến quan đảo. Bạch lộ cười nói, nô tỳ đã hỏi qua những người kia, trong vòng 5 ngày, chúng ta chắc chắn sẽ trở lại định kinh. Sương Hàng cũng mỉm cười, trở về cung, nương nương sẽ khổ tận cam lai. Khổ tận cam lai, thẩm diệu cười khổ một tiếng, nhưng những người đã mất thì không bao giờ trở về được nàng nhắc đến kinh chập và cốc vũ. Nghe vậy, bạch lộ và xương hàng cũng lộ vẻ buồn bã, không nói gì thêm. Kinh chập vì lôi kéo quyền thần mà cam chịu làm thiếp, bị quyền thần thê tử tìm lý do đánh chết ngay năm đầu tiên thẩm diệu đi tần quốc. Còn cốc vũ, thẩm diệu nắm chặt tay, nhớ lại cái chết của nàng dưới tay hoàng phủ hào. Năm năm trôi qua, tại tần quốc, thẩm diệu bị mài mòn đến cùng cực, nhưng vẫn cắn răng chịu đựng, chỉ để mong một ngày trở về quê hương, gặp lại đôi nhi nữ. Trả giá bao nhiêu, gian khổ bao nhiêu, chỉ có nàng biết. Hành trình này đầy khó khăn, ngay cả hộ tống thị vệ cũng không nhiều. Nhìn vào đội xe đơn giản này, ai có thể ngờ rằng đây là nghi trượng của một hoàng hậu. Những người mang nàng đến Tần Quốc đã mất hoặc tan rã trong 5 năm qua. Nếu không có mạc kình bảo vệ, nàng chắc chắn không thể sống sót trở về. Thẩm Diệu thở dài, cuối cùng tất cả những đau khổ không uổng phí, 5 năm dòng dã, nàng đã chịu đựng được. Đúng lúc định lên đường tiếp tục hành trình, phía trước lại truyền đến âm thanh huyên náo. Nàng nhíu mày, nhấc rèm xe ngựa lên, hỏi bên ngoài xảy ra chuyện gì. Mạc Kình từ phía trước đi tới, nói, gặp một quái nhân xin nước uống. Chưa dứt lời, một lão đầu xuyên xám xịt xuất hiện sau lưng hắn, nhìn thẩm rượu cười hì hì, "Phu nhân Ta sắp chết khát, cho xin chút nước uống đi. Lão đầu này ăn mặc kỳ dị, trên người bốc mùi, nhìn chằm chằm người khác, khiến lòng người sinh nghi. Mạc Kình định kéo lão ra xa Thẩm Diệu, nhưng nàng cười, nói, "Ven đường gặp hạn hán, một chén nước cứu một mạng, cho hắn đi. Ta không thiếu một chén nước." Thẩm rượu đã lên tiếng, Mạc Kình đành bảo người mang nước cho lão đầu. Lão uống một hơi, vỗ bụng cảm ơn thầm diệu, phu nhân trạch tâm nhân hậu, cứu bần đạo một mạng. Này một chén nước tri ân, bần đạo sẽ báo đáp. Bần đạo, thầm diệu ngạc nhiên, rồi cười, ngươi là đạo sĩ sao? Pháp danh xích diệm, quái lão đầu nhìn thầm diệu, lắc đầu, phu nhân tướng mạo quý phái, nhưng mệnh thiển, thừa không nổi quý vận. Ngươi nói nhảm gì thế? Bạch lộ cao mày, nhìn thầm diệu, nương. Phu nhân, không chừng là bọn bịp bợm giang hồ đừng tin lời hắn mạc kinh định xua lão đi chờ đã thẩm diệu nói dọc đường cũng lắm tẻ nhạt nghe người ta nói thế nào đi lão đầu cúi đầu nói phu nhân lông mày có hắc khí chỉ e không tốt đường này cuối là triệu chứng xấu nếu quay đầu lại có thể tránh kiếp nạn phu nhân bần đạo khuyên ngài đường này là hoàng tuyền không nên đi Đi rồi sẽ không quay đầu lại. Càng nói càng quá đáng sương hàng tức giận, ngươi đang nguyền rủa ai? Thẩm Diệu vẫn điềm tĩnh, nàng ở tần quốc lâu, đối mặt với Minh Tề, cảm thấy Cố Hương người bình thường vui vẻ. Lão đầu này dù nói nhảm, nàng cũng không tức giận, chỉ cười, "Cảm ơn đạo sĩ nhắc nhở, nhưng con đường này ta không thể không đi, con ta đều đang chờ trên con đường này, ta phải về nhà." Quái đạo sĩ thở dài, nói, trong dự liệu. Hắn nhìn thẩm diệu, bèo nước gặp nhau, tặng ngài một hồi duyên phận. Nói xong, lấy từ trong tay áo ra sợi dây đỏ, định tiến lên đưa cho thẩm diệu, nhưng bị mạc kình ngăn lại, đành giao dây đỏ cho mạc kình, sau khi kiểm tra không thấy gì kỳ lạ, mới đưa cho thẩm diệu. Đây là dây đỏ mà bần đạo tặng để báo đáp ân tình của phu nhân. Phu nhân thắt nó vào cổ tay, có thể thành tựu một đạo duyên pháp hắn trịnh trọng nói phu nhân nhớ kỹ thiên đạo quỷ quyệt sự việc do người làm bần đạo có thể xem mệnh nhưng không thể thay đổi mệnh người có thể sửa mệnh chỉ có thể là phu nhân không phải bần đạo trời cao có đức hiếu sinh dù có nghịch cảnh cuối cùng phu nhân cũng sẽ tìm ra lời giải dứt lời hắn cất tiếng cười to rồi xoay người bước đi nhanh chóng đạo sĩ kia nói vài câu tiên đoán không may mắn khiến Bạch Lộ và Sương Hàng không vui. Bạch Lộ nói, nương nương đừng để ý đến lời nói của quái nhân đó, có lẽ đầu óc hắn không rõ ràng. Vật này cũng đừng đeo, Sương Hàng cũng nói, thật không may mắn. Thẩm Diệu nhìn sợi dây đỏ, cảm thấy nó cực kỳ đáng yêu, yêu thích không buông tay. Nàng thắt nó vào cổ tay, cười nói, đều nói là duyên pháp, gặp nhau cũng là hữu duyên. Nếu là giả cũng không sao là thật càng có linh tính không phải càng tốt hơn sao bạch lộ và xương hàng không nói thêm gì nữa mạc kình ra lệnh cho đội xe tiếp tục khởi hành xa xa bão cát hầu như che lấp bóng người trên đường phía trước không còn thấy bóng dáng quái lão đầu trở về minh tề nhưng không giống như xương hàng nói khổ tận cam lai nhân thế gian mỗi thời mỗi khắc đều biến đổi thế cuộc biến lòng người cũng thay đổi thân là hoàng hậu, ngoài vị trí này nàng chẳng có gì đặc biệt. Đôi khi nhớ lại, cảm thấy thậm chí so với những ngày bị nhục nhã ở Tân Quốc cũng không tốt đẹp hơn. Thẩm Diệu ngồi trong khôn ninh cung, nhìn hồng tụ thảo trên bàn đang héo úa, biểu hiện đầy mệt mỏi. Hồng tụ thảo là do Mạc Kình mang đến, nói là linh thảo hiếm có, nhìn rất đẹp, như ống tay áo của nữ nhân đón gió. Gần đây, nó khô héo, thẩm diệu cũng không còn tâm trí chăm sóc. Trở về Minh Tề đã mấy năm, cuộc sống của nàng cũng không tốt đẹp hơn. Hậu cung có thêm mi phu nhân, kiều diễm thông tuệ, quyến rũ nhu hòa, như một điều bí ẩn, thu hút ánh nhìn không rời. Ban đầu, thẩm diệu không khỏi đau đớn khi thấy nam nhân mình từng yêu dùng ánh mắt sủng ái nhìn nữ nhân khác. Nàng nhận ra rằng hắn không lạnh nhạt với tất cả mọi người, mà chỉ là với nàng nỗi đau tan nát dần chuyển hóa thành thù hận và không cam lòng, bởi vì Phó Thịnh. Phó Thịnh luôn nhận được sự sủng ái của Phó Tu Nghi, trong khi con trai nàng, Phó Minh, dù là thái tử, tài đức vẹn toàn, lại bị đối xử như một hoàng tử thất sủng. Phó Tu Nghi có thể dạy Phó Thịnh viết chữ luận chính, nhưng lại keo kiệt với Phó Minh một ánh mắt quan tâm. Hỏi đến, Phó Tu Nghi nói rằng Phó Minh là thái tử, phải quen với sự thận trọng, không nên quấn quýt lấy phụ hoàng. Mỗi khi nhìn thấy ánh mắt thất vọng của phó minh thẩm diệu như bị đau cắt, thẩm gia cũng không tốt đẹp hơn. lá tuyết nhạn bệnh ngày càng nặng, kinh sở sở và thẩm khâu mâu thuẫn không rõ. thẩm gia danh tiếng ngày càng xa sút, thẩm tín cũng già nua đi nhiều. phó tu nghi dường như đang chèn ép thẩm gia, thẩm diệu đôi khi nhận ra điều này, nhưng ở hậu cung không thể biết rõ trong triều đình nàng chỉ có thể tiếp xúc với bùi lang nhưng bùi lang lại trung thành với phó tu nghi dù quan hệ tốt với nàng hắn luôn trung thành với phó tu nghi trước tiên thẩm diệu một lòng say mê phó tu nghi nhưng mấy năm qua chứng kiến hắn và mi phu nhân yến tốt lòng nàng lạnh thành băng tuy nhiên vì vị trí hoàng hậu nàng phải cố gắng vì phó minh và uyển du gần đây hung nô truyền tin mi phu nhân muốn khuyến khích phó tu nghi gả uyển du hòa thân điều này thẩm diệu không thể chịu đựng mi phu nhân thủ đoạn ngày càng cao phó tu nghi sùng ái phó thịnh thẩm ra lụn bại mi phu nhân và huynh đệ lý khác làm thỏa đáng nhiều chuyện lớn mi phu nhân ngày càng được đề cao trong hậu cung triều thần nghĩ đến việc sửa lập thái tử phế hậu nhưng phó tu nghi còn muốn mặt mũi mi phu nhân muốn lướt qua thẩm diệu cũng không đơn giản đấu tranh mãi nàng đã mệt mỏi nếu không vì phó minh và huyền du có lúc nàng nghĩ, không bằng một cây đuốc thiêu sạch hoàng cung, thiên hạ thái bình. Bạch lộ bước vào, nói, nương nương, cung yến xiêm y đã chuẩn bị xong, nên sớm trải đầu. Thẩm diệu đáp lại, xương hàng mất một năm trước, mi phu nhân thủ đoạn cao cường, ngay cả nhà đầu bên cạnh thẩm diệu cũng không buông tha. Giờ chỉ còn lại bạch lộ, tối nay là minh tề cung yến, tân niên sắp tới, phó tu nghi muốn yến thưởng quần thần, đặc biệt cho Lâm An Hầu phủ tiểu hầu gia tạ cảnh hành thực tiễn. Lâm An Hầu tạ đỉnh chết trận tại Bắc Cương, bây giờ con trai hắn lại xuất trinh, thời cơ không tốt, có chút bi tráng, nhưng tạ cảnh hành vẫn nhận thỉnh xoái lệnh. Thẩm Diệu và tạ cảnh hành không gặp nhau nhiều, chỉ vì mối quan hệ sáu diệu giữa thẩm gia và tạ gia. Lâm An Hầu phủ từ khi tạ đỉnh qua đời chỉ còn lại một mình tạ cảnh hành chống đỡ gia tộc. Điều này làm người ta không khỏi thổn thức, từ lâu nam tạ bắc thẩm nay đều suy tàn, thực sự là cảnh mèo khóc chuột. Tạ cảnh hành có con đường riêng của mình, còn thẩm diệu cũng có con đường đầy gian nan của chính mình. Trải đầu đi, thẩm diệu nói. Tiếng sáo trúc rối loạn lòng người, cung yến lần này thực sự rất náo nhiệt. Phó tu nghi hồi lâu chưa từng thoải mái như vậy, từ trước đến giờ lạnh lùng nay đã trở nên nhu hòa hơn, nụ cười đặc biệt rạng rỡ thầm diệu lạnh lùng nhìn phó thịnh trúc rượu cho phó tô nghi hai cha con vui vẻ trong lòng nàng cảm thấy lạnh lẽo phó minh ngồi ngay ngắn bên cạnh uyển du cũng ngồi quy củ các thần tử luôn khích lệ thái tử và công chúa nói rằng tuổi còn trẻ mà đã hiểu chuyện có phong độ tiểu đại nhân lời khách sáo này chỉ là vẻ bề ngoài thực chất ai muốn hiểu chuyện đâu hiểu chuyện chỉ là bị bức ra mà thôi Uyển Du và Phó Minh cũng từng nỗ lực thân cận Phó Tu Nghi, nhưng bọn trẻ nhận ra sự lạnh nhạt của hắn, dần dần trở nên khách khí hữu lễ. Thẩm Diệu ngồi bên cạnh Phó Tu Nghi, thấy hắn thỉnh thoảng trao đổi ánh mắt với Mi Phu Nhân. Mi Phu Nhân nói cười yến yến, Phó Tu Nghi cũng mỉm cười. Thẩm Diệu nghĩ, hai người họ hẳn là rất hạnh phúc. Nhưng nhân vật chính của Cung Yến lần này đâu? Thẩm Diệu không tự chủ nhìn về phía bên trái buổi tiệc thấy nam nhân trẻ tuổi tuấn Mỹ, dáng dấp lười nhác, ngồi tranh trách, trường bào màu tím thẫm rộng lớn nhưng không che giấu được sự hăng hái. Hắn mỉm cười uống rượu, dường như không quan tâm đến sự ồn ào xung quanh, hoàn toàn không hợp với náo nhiệt nơi này. Thẩm rượu trong lòng bật cười, cảm thấy lâm an hầu phủ tiểu hầu gia này giống mình đến lạ. Giữa náo nhiệt hân hoan, nội tâm lại không thoải mái. Tạ cảnh hành phải đi trên con đường sinh tử chưa biết, còn nàng cả đời cũng không biết kết cục là gì. Cả hai đều đối mặt với hiểm nguy, tính mạng như ngàn cân treo sợi tóc. Nàng cầm chén rượu, tự rót cho mình, uống từng miếng, nhưng rất khắc chế. Hoàng hậu phải đoan trang, không thể như sủng phi quyến rũ làm say lòng người. Đối diện buổi tiệc, người túm năm tụm ba đều tản đi. Nàng ngồi tại chỗ, nghe thấy mi phu nhân nói, "Bệ hạ, tối nay thần thiếp mang rượu ngon." cùng thần thiếp xem khói hoa đi. Thịnh Nhi còn nói nhớ cùng bệ hạ đọ sức kỳ nghệ. Phó Tu Nghi cười to, chạm mũi mi phu nhân nói, tính tranh cường háo thắng của con đúng là giống hệt ngươi. Thẩm diệu câu nói uyển du và thái tử cũng muốn bồi bồi hoàng thượng liền nuốt xuống. Quay đầu lại, thấy ánh mắt u ám của hai đứa con, lòng nàng đau xót nhưng trên mặt vẫn giữ nhẹ như mây gió. Nhưng tân niên này, nàng không tài nào ngủ được. Sau khi hống hai đứa bé ngủ, nàng chỉ cảm thấy hai đứa không mấy thân thiện với tân niên đến. Tiếng khói hoa từ cung tường bên trong truyền tới, đêm thăm thẳm, mi phu nhân cung điện là nơi đẹp nhất để xem khói hoa. Ba người họ chắc chắn rất có tình. Thẩm rượu khoác xiêm y, mệnh bạch lộ cầm một vò rượu, một bát, chính mình đi ra hoa viên. Từ một gốc hoa viên, có thể nhìn thấy khói hoa, chỉ một nửa nhưng vẫn rất sán lạn, chiếu sáng cả bầu trời. Có thể tưởng tượng được ở đầu kia thấy toàn cảnh, lại là một bộ phong quang đẹp đẽ. Nàng lấy ra một bát, Bạch Lộ có chút đau lòng, Thẩm Diệu khoát tay, không để nàng mở miệng. Này khói hoa thật là đẹp mắt, Thẩm Diệu âm thanh trầm thấp, dẫn theo ngà ngà say, lúc nào có thể hoàn chỉnh xem một lần. Nàng đột nhiên cười, khoảng chừng là không xong rồi. Vừa nói xong, nghe thấy tiếng bước chân từ phía sau ngoa tử đạp trên tuyết động phát ra tất tất tốt tốt vang lên. Bạch lộ sợ hãi, nói, các ngươi. Thẩm diệu quay đầu lại, thấy có người phất mở tầng tầng bóng cây, tiến lên phía trước. Một người thị vệ trang phục đứng phía sau, trước mặt là người cao lớn, tử bào thanh hoa, đôi mắt sáng rực trong bóng đêm khói hoa, khuôn mặt tuấn tú. Lâm An Hầu Phủ, tạ hầu ra, thẩm diệu híp mắt nhìn hắn, người kia cũng có chút bất ngờ, sách, hắn nói, phó tu nghi hoàng hậu, hóa ra là một sâu rượu. Phía sau hắn, thị vệ nói, chủ tử, chúng ta nên đi. Bạch lộ cũng lo lắng, không biết tại sao tạ cảnh hành còn ở trong cung. Một hoàng hậu và thần tử nếu bị phát hiện đứng chung, sẽ gây ra đại sự. Đặc biệt là những ngày này thầm rượu ở trong cung vốn khó khăn, nếu bị bắt lấy cớ, sẽ không do dự dội nước bẩn lên nàng. Vào lúc này, cách vị Lâm An hầu phủ thế tử càng xa càng tốt. Bạch Lộ không dám kinh động người khác, này hoa viên cũng là rất hẻo lánh, liền nhỏ giọng nói: "Thế tử gia, hoàng hậu nương nương uống có chút say rồi, nô tỳ đang muốn dìu nàng trở lại, kính xin thế tử gia làm bộ không nhìn thấy." Tạ Cảnh Hành liếc nhìn Thẩm Diệu, nở nụ cười nhưng không mấy hứng thú, rồi xoay người định đi. "Chậm đã," Thẩm Diệu gọi lại. Bạch Lộ ngẩn ra, gấp rút muốn che miệng Thẩm rượu lại. Thẩm rượu, với chút men say trong người, từ khi đi đến Tần Quốc đến nay, chưa từng uống rượu thoải mái như vậy. Men rượu có thể xua tan sầu muộn, làm con người ung dung hơn, và Thẩm rượu cũng không ngoại lệ. "Ngươi định đi Bắc Cương?" Thẩm rượu hỏi, ánh mắt chăm chú nhìn Tạ Cảnh Hành. Tạ Cảnh Hành ôm ngực, cười nhạt, "Hoàng hậu nương nương có chuyện gì phân phó?" Thiết y và bạch lộ đều nhìn chằm chằm thầm rượu. Thầm rượu cười, từ bàn lấy ra cái bát, rót đầy rượu và dơ lên cho tạ cảnh hành xem. Thiếu niên anh tài, thiên cổ nhân vật, tinh mới tuyệt diễm, thế không xong. Tạ cảnh hành nhíu mày, bạch lộ xấu hổ không biết nói gì, cảm thấy thầm rượu đang khoa trương quá mức. Bắc Cương là nơi rất nguy hiểm, thầm rượu vỗ vai tạ cảnh hành, phải nhón chân lên vì vóc dáng nhỏ nhắn. Nghe phụ thân ta nói, nơi đó không có một ngọn cỏ, địa hình hiểm trở, đầy rẫy rắn độc và cạm bẫy. Người lần này đi, nguy hiểm lắm. Vi thần đa tạ nương nương lo lắng, tạ cảnh hành đáp qua loa. Ngàn năm sử sách hổ thẹn vô danh, một lòng trung can báo thiên tử, thẩm rượu trích dẫn, giờ bát rượu lên uống một hơi cạn. Bạch lộ và thiết y đều giật mình, người trước không ngờ thẩm rượu lại uống một cách mạnh mẽ như vậy, người sau kinh ngạc vì hoàng hậu lại có hành động phóng khoáng như thế. Thẩm rượu lao miệng, nói, đây là bản cung mời ngươi một chén rượu, nhất định phải chiến thắng trở về. Tạ cảnh hành nhìn chăm chăm nàng, bên môi nàng còn vương lại giọt rượu sáng lấp lánh dưới ánh trăng, dung nhan thanh tú hiện ra rõ ràng. Hắn cười mỉa, giọng mang chút tà khí, hoàng thượng xem ra rất lạnh nhạt với hoàng hậu nhỉ. Bạch lộ tròn mắt, lời tạ cảnh hành thật càn rỡ, nhưng nàng không dám kéo thẩm diệu đi, sợ gây ra tiếng vang kinh động người khác. Thẩm diệu lại rót đầy một bát rượu, đưa cho tạ cảnh hành, ngươi cũng uống. Tại sao ta phải uống? Tạ cảnh hành ngạc nhiên. Ngươi, cùng bản cung đồng bệnh tương liên, thẩm diệu nói. Ai cùng ngươi đồng bệnh tương liên? Tạ cảnh hành buồn cười, nhưng rồi thẩm diệu đã dơ bát rượu tới miệng hắn. Bạch lộ hoàng sợ, hành động này quá ám muội thiết y cũng ngạc nhiên nhưng không dám can thiệp khi tạ cảnh hành chưa ra lệnh tạ cảnh hành bị rót rượu đẩy thẩm rượu ra rượu vương lên xiêm y của hắn nhưng thẩm rượu hài lòng cười người ta có một chén rượu tình ý chờ người chiến thắng trở về liền đến bồi bản cung xem khói hoa tạ cảnh hành cảm thấy hôm nay thật lạ nữ nhân này say rượu lại hành động vô lý dù là hoàng hậu cũng khác hẳn thường ngày hoàng hậu nương nương hãy tìm hoàng thượng mà xem khói hoa hắn nói thẩm diệu giọng buồn bã bản cung chưa bao giờ cùng hắn xem khói hoa tạ cảnh hành nhìn nàng thấy ánh mắt nàng cay đắng hắn nhẹ dạ hơn chút nói được rồi sáu thần đáp ứng ngươi thẩm diệu ánh mắt sáng lên vậy thì nói như vậy đúng tạ cảnh hành gật đầu thẩm diệu suy nghĩ một chút lắc đầu nói Nói miệng không bằng chứng, đến có cái tín vật mới được. Liền bắt đầu sờ tóc mình trên châm hoàn. Bạch Lộ sững sờ, nghĩ trong lòng không được, này nếu là hoàng hậu đồ vật tại tạ cảnh hành trên người, vậy coi như là tư thông tội danh. Chỉ lo Thẩm Diệu lấy cái gì khăn tay cái thoa cho đối phương, đột nhiên thấy Thẩm Diệu oản dây đỏ, liền linh cơ hơi động, nói: "Nương nương, ngài cái kia dây đỏ liền rất tốt sao?" Thẩm Diệu ánh mắt rơi vào dây đỏ bên trên, trong lòng hơi động, liền nhanh chóng mở ra, đem tạ cảnh hành tay lấy tới, cho hắn nghiêm túc cẩn thận buộc lên. Tạ cảnh hành ánh mắt rơi vào nàng hơi vểnh lên lông mi trên, ướt nhẹp, như là lăn lộn ngày đông hàn khí mà nhàn nhạt trơn bóng, không tên khiến lòng người chung hơi ngứa. Thẩm Diệu cho hắn buộc chặt, hướng về phía hắn nở nụ cười, đây là bản cung cho tín vật của ngươi, coi đây là tin, chờ ngươi chiến thắng trở về. Đa tạ hoàng hậu nương nương ban thưởng. Tạ Cảnh hành hững hờ nở nụ cười, chỉ là sáu thần không có cái gì tín vật có thể tặng cùng hoàng hậu nương nương. Không bằng đưa cho hoàng hậu nương nương một tâm nguyện làm sao? Tâm nguyện? Thẩm Diệu nhìn hắn. Chiến thắng trở về tái ngộ, sáu thần có thể tặng cùng nương nương một tâm nguyện, nương nương muốn tâm nguyện, sáu thần có thể làm được, ổn thỏa cật lực cho rằng. Thẩm Diệu nói, một lời đã định một lời đã định. Oanh một tiếng, bầu trời một góc lần thứ hai bị óng ánh yên hỏa chiếu sáng, hai người cùng nhìn lại, nhưng phảng phất có hiểu ngầm giống như vậy, dị thường kết hợp lại. Bạch lộ cũng là ngây người. Khói hoa thoáng qua liền qua, có vài thứ nhưng là sẽ không biến mất, tỉ như buổi tối hôm nay. Khi thẩm diệu tỉnh lại, nàng cảm thấy đầu đau như búa bổ, xoa ngạch tâm rồi bước tới trước bàn, nói, sao lại ngủ lâu như vậy? bạch lộ mang nước nóng đến cho nàng nói nương nương hôm qua uống nhiều quá nên bây giờ cần tỉnh lại một chút uống nhiều ư thẩm rượu dừng lại tại cung yến ta có uống bao nhiêu đâu bạch lộ có chút trột dạ nói có lẽ là rượu cung yến mạnh hơn thẩm rượu gật đầu thở dài nói tật uống say rồi quên sạch mọi thứ thật nhiều năm vẫn chưa thay đổi cũng lâu rồi ta không uống say bạch lộ gật đầu rồi nghe thẩm diệu nhìn xuống cổ tay mình trống trơn, dây đỏ của ta đâu rồi? Bạch lộ nhỏ giọng nói, chắc là bị vứt đi rồi. Thẩm diệu thở dài, thật là không bền lâu. Mặt trời vừa mọc, đoàn quân xuất phát đúng lúc tại cửa thành. Người thanh niên dẫn đầu trông trinh chiến hiên ngang, mặc dù mỉm cười nhưng ánh mắt lạnh lẽo, làm người khác không dám lại gần. Chủ tử, mọi thứ đã chuẩn bị sẵn sàng, thiết y nói. Tạ cảnh hành liếc nhìn phía sau, rời khỏi cổng thành này, tương lai có thể không giống như trước, nhưng cũng đồng nghĩa với việc cắt đứt mọi liên quan. Cuối cùng cũng phải rời đi. Nơi này đã không còn gì đáng để lưu luyến, nam tử mặc áo trắng lắc cây quạt nói, cũng chẳng liên quan gì đến ngươi. Có người mong muốn tam ca một đi không trở lại, công tử áo xanh lục cười nói, nhìn về phía trước, dù sao, cuối cùng cũng coi như trở về nhà rồi không nhất định hai người cùng nhìn về phía nam tử mặc áo tím tạ cảnh hành cúi đầu ánh mắt rơi vào cổ tay mình nơi đó buộc một cái dây đỏ dây đỏ được thắt kỹ càng tựa như sẽ không bao giờ nới lỏng không phải nữ nhân đeo đồ này sao quý vũ thư hỏi người đeo cái này làm gì uống rượu tiễn biệt người thiếu nợ một tâm nguyện tạ cảnh hành nói trở về trả lại hắn thu hồi ánh mắt giờ roi lên đường đoàn quân xuất phát phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn